Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Audio. Và ngày hôm nay thì mình lại quay trở lại tiếp tục một cái video là tổng hợp top những chiếc tai nghe. Và danh sách những chiếc tai nghe ở trong video lần này thì sẽ được bình chọn bởi trang Headphonia. Và những thứ chỉ bình chọn sẽ là hiệu năng trên giá thành, có thể nói rằng là ngon bổ rẻ. Và như vậy thì mình nghĩ rằng là video này thì nó sẽ rất là phù hợp với thời điểm này, một thời điểm cuối năm mà các bạn sẽ mua sắm rất là nhiều những cái chiếc tai nghe, những cái phụ kiện dành cho điện thoại của mình. Vậy thì liệu rằng là những chiếc tai nghe nào sẽ đạt tiêu chí là hiệu năng trên giá thành, thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Và chiếc tai nghe đầu tiên trong danh sách này sẽ là một chiếc tai nghe Truvalet có tên gọi đấy là Libertech TV. Đây là một chiếc tai nghe không dây mà các tín đồ âm thanh trên toàn thế giới đánh giá rất là cao, với tầm giá khoảng tầm là 2 triệu đồng. Điểm nổi bật nhất của nó chắc hẳn là độ dynamic range nó khá là tốt. Cùng với đó thì nó được tune âm rất là cân bằng, khả năng tách lớp nhạc cụ thì rất là tuyệt vời. Về phần giải trung âm thì nghe rất là sống động, nó vừa đủ để khiến nó trở thành một chiếc tai nghe không dây toàn diện. Và có thể nói rằng Libertech TV thời điểm mà nó ra mắt thì mình còn làm một cái video là so sánh chiếc tai nghe này với chiếc tai nghe đấy là Sennheiser Momentum Truvalet 2 cơ. Hai cái chiếc tai nghe mặc dù là có mức giá chênh nhau rất là nhiều, nhưng mà Libertech TV thì nó cũng có một vài điểm nó còn mạnh hơn với một chiếc tai nghe gọi là flagship đến từ nhà Sennheiser. Và chiếc tai nghe tiếp theo là một chiếc tai nghe đến từ nhà Moondrop. Có thể nói rằng dạo gần đây thì Moondrop họ đã tung ra rất nhiều mẫu tai nghe mà đã tạo được một hiệu ứng rất là tốt từ người tiêu dùng. Và chiếc tai nghe trong danh sách này sẽ có tên gọi đầy đủ là Moondrop Starfield. Đây là một chiếc tai nghe AM hay nhất trên giá thành. Những điểm mà mình thấy nổi bật cũng như là ấn tượng nhất ở trên chiếc tai nghe này đấy là trải nghiệm ở trên Moondrop Starfield. Nó là một trải nghiệm rất là thú vị, mới mẻ. Giải cao độ thì phản hồi rất là tốt, và có vẻ như là Moondrop họ làm rất là tốt ở trên chiếc tai nghe này. Và theo như mình biết thì ở một số diễn đàn này, một số group lớn thì mọi người hay ví chiếc tai nghe này là một ngôi sao lung linh trên bầu trời đêm. Tại sao? Tại vì ở trên chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ có một chất âm thiên sáng nhẹ nhàng, điều mà rất là khó có thể đạt được. Moondrop thì họ đã xử lý rất là tốt. Và nếu như bạn muốn có một chiếc tai nghe có âm trường, có độ cao nhiều hơn là độ rộng thì đây là một trong những lựa chọn mà các bạn không thể bỏ qua. Ngoài ra thì ở trên Moondrop Starfield thì được thiết kế rất là đẹp, độ hoàn thiện rất là tốt cùng với một mức giá rất là hợp lý chưa tới 3 triệu đồng. Và chiếc tai nghe thứ ba là chiếc tai nghe Shotap. Đây là chiếc tai nghe đạt danh hiệu đấy là tai nghe AM có hiệu năng trên giá thành cao nhất. Thì có vẻ như các bạn khá bất ngờ với chiếc tai nghe Shotap này, với các cộng đồng Audiopha trên toàn thế giới thì đánh giá rất là cao về chiếc tai nghe này khi mà xét trên khía cạnh là giá thành trên hiệu năng. Shotap thì được giới thiệu với giá mở bán đấy là 129 đô, và lúc đấy thì các cộng đồng Audiopha trên toàn thế giới thì nói về chiếc tai nghe này, đây là một chiếc tai nghe có âm sắc rất là dễ gây nghiện. Và chắc hẳn điểm mình thấy nhớ nhất ở trên chiếc tai nghe Shotap này đấy là nó sẽ thể hiện một cái chất âm rất là chân thực cũng như là năng động. Độ mượt mà khi xử lý các giải âm là điểm mà các cộng đồng Audiophile trên toàn thế giới yêu thích nhất ở trên chiếc tai nghe này. Và chiếc tai nghe cuối cùng là chiếc tai nghe Hi-Fi Man Diva. Đây là một chiếc tai nghe có thiết kế mà bản thân mình ấy, mình thấy rất là nghiện luôn. Thiết kế ngoại hình nó rất là đẹp. Ngoài ra thì cái tai nghe này nó sẽ đạt danh hiệu đấy là tai nghe không dây hay nhất trên giá thành. Và có thể nói rằng Hi-Fi Man Diva là một lựa chọn rất là phổ biến trong tầm giá dành cho những Audiophile và những người yêu thích sự tiện lợi của công nghệ Bluetooth, cũng như là với mức giá là khoảng tầm 6 triệu đồng. Chiếc tai nghe này sẽ có một vẻ ngoài rất là đẹp mắt, thiết kế và hoàn thiện rất là tốt. Và cũng như là khi các bạn đeo lên tai thì các bạn sẽ có một cảm giác đeo cực kỳ thoải mái. Ở chế độ Bluetooth thì nó rất là phù hợp với những bạn thích nghe vocal nhiều, khả năng tách lớp giữa trung âm và phần giải trầm là rất là tốt. Và nếu như các bạn dùng dây thì bạn sẽ cảm thấy cái phần giải âm trầm này sẽ có thêm một cái độ động và cái độ lan hơn rất là nhiều. Và nhìn chung thì đây là một món hời rất lớn trong thời đại ngày nay, với rất nhiều tính năng và âm thanh dễ chịu, tập trung nhiều vào phần giải trung âm. Và đấy thì vừa rồi là top tổng hợp những chiếc tai nghe hay nhất trong tầm giá được bình chọn bởi Headphonia trong năm 2020. Còn không biết là về phía bạn thì các bạn nghĩ sao về những chiếc tai nghe vừa rồi? Không biết là về phía bạn thì bạn sẽ chọn cho mình chiếc tai nghe nào? Lý do tại sao bạn lại chọn cho mình tai nghe đấy? Thì đừng quên là để lại cho mình một phần ý kiến ở ngay phía dưới phần comment của video, và chúng ta sẽ cùng vào thảo luận nhé. Còn nếu như bạn đang muốn mua cho mình những chiếc tai nghe này, những sản phẩm chính hãng, thì đừng quên là truy cập ngay vào tainghe.com.vn, và mình sẽ để sẵn các bạn một đường link mua hàng ở ngay phía dưới phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.